Dạ, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể tất cả các vị. Vừa qua thì chúng tôi nhận được một câu hỏi của một đứa em, một câu hỏi hết sức là hay. Nhưng mà do hôm qua cái công việc và nó nhiều cái công việc quá, không có thời gian chia sẻ. Hẹn với em đó là hôm nay sẽ chia sẻ cái câu hỏi của nó để trình bày theo cái nhận thức của mình qua cái câu hỏi này. Bây giờ mọi người cùng chúng tôi nghe lại câu hỏi đó một lần nha. Em nó hỏi là: Chú ơi, sau khi hấp hối mình niệm Phật, niệm thầm hay là niệm ra tiếng, cái nào hay vậy chú? Khi đọc qua câu hỏi thì mình thấy rất là dễ trả lời, đúng không? Mình có thể là trả lời cách nào nghe nó cũng hay, và họ có thể nói ừ là niệm ra tiếng hay niệm thầm. Nhưng mà thực tế chúng ta sẽ hiểu thêm là trên câu hỏi này nó rất khó trả lời. Bởi vì sao? Với một cái lý do là cái người hấp hối phải là người như thế nào, và người hấp hối là ai, cái người đó nằm trong phạm trù nào của xã hội trong cuộc sống, và họ đang đi về lĩnh vực nào trong đời tu của họ khi chúng ta nói về người tu. Vậy thì bắt đầu chúng ta mới bàn sâu vào cái câu hỏi này. Đây là một điều mà chúng ta lưu ý. Ai ai cũng thấy rất là rõ là Đức Thầy dạy là sau khi cúng xong muốn niệm Phật cũng được, chỉ niệm trong tâm. Cứ ngồi bán già chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới tam thập lục dẫn ức nhất thập nhất dạng, cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi, phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật, chỉ niệm trong tâm. Tại sao Đức Thầy lại dạy là chỉ niệm trong tâm? Ở chỗ á, Đức Phật Thầy Tây An Ngài nói mà niệm Phật á, thì niệm trong tâm bằng mà niệm lớn dập bầm lá gan. Tại sao niệm lớn dập bầm lá gan? Bởi vì cái từ Nam Mô A Di Đà Phật đối với cái người tu á, cái người ham niệm, có người muốn niệm, có người quyết định niệm đó, thì nó giống như là một cái toa thuốc, một liều thuốc bổ, một liều diệu dược, một liều linh đơn. Nói chung là trên mọi lĩnh vực lúc nào người ta cũng sẵn sàng niệm. Nhưng đối với cái người mà không quen hoặc không có tu, hay là những người không có đạo, và những người có tư tưởng hay sợ, mình dùng từ là sợ ma đó, nhất là ban đêm mà nghe cái câu Nam Mô A Di Đà Phật mà liên tục đó, lại bị sợ. Chúng tôi còn nhớ là vào khoảng năm 2002, 2002, chúng tôi sống ở trên núi, là trong những nơi am thất nhỏ, gần như là ít người. Cái chỗ mình ở á, và cái nhà người dân ở nó cách nhau đó, nếu mà đi đi bộ á thì khoảng tương đó là 200 m, còn đường chim bay á thì khoảng chừng 150. Nhưng mà khi mỗi lần ban đêm mình niệm, mà niệm lớn á, niệm nhiều á, và để thêm cái máy niệm Phật á, là ở dưới là tự nhiên ta sợ, ta nghe ta sợ, ta nghe sợ, rồi sau đó họ mới thông báo với chính quyền địa phương, hoặc là họ thông báo đến mình, thông báo chính quyền địa phương, nói rằng mấy ông đạo tu niệm Phật quá chịu không có nổi, rồi chính quyền họ cũng qua can thiệp. Thì đầu tiên mình không tin câu nói chỗ Đức Phật Ngài nói là dập bầm lá gan, nhưng mà thực tế á, về sau nhiều nhiều hơn đó thì mình mới phát giác thêm đó là cái chưng dụng cho niệm Phật ở một cái góc độ cái người có tu và thích niệm Phật á, thì người ta lại mừng, lại nghe. Còn đối với cái người mà không thích và có cái phản cảm với cái câu Phật hiệu đó, càng niệm chừng nào đó làm người ta thêm mệt nhiều chừng nấy. Mình nói theo tâm lý của mình mà nói kệ đi họ, kệ họ, mình niệm cho họ nghe, họ có phước. Nhưng mà khi họ phản cảm đó, họ có thể hủy báng, có thể nghĩ ý niệm xấu, có thể nặng, có thể nhẹ. Mình nói vấn đề đọc giảng cũng vậy. Mình nói mặc dù mình đọc giảng là điều tốt lành, nhưng họ không quen nghe, khó nghe. Khi mình đọc nhiều đó, họ bị phản cảm, họ sẽ có những câu nói nặng, nói nhẹ.
Và thậm chí họ nói những câu nói khó nghe, thậm chí họ đứng trước cái cơ sở tôn giáo họ chửi luôn cũng có. Là do đâu? Là do bị phản cảm cái âm thanh của cái lời đọc giảng. À, giáo pháp không có tội, nhưng mà do tính chất cá nhân nghiệp của mọi người khác nhau là vậy. Thì hôm nay đối với cái người á, theo câu hỏi này của đứa em, mình hiểu rằng chắc có lẽ là muốn liên quan tới vấn đề đó là những người tu tịnh độ, và tu tịnh độ, chuyên tu tịnh độ, niệm Phật để cầu vãng sanh. Và cái người này niệm Phật trước khi vãng sanh hay là được trợ niệm trong chương trình niệm Phật khi vãng sanh? Thì đây là câu hỏi hết sức là hay, nhưng mà chúng ta phải hiểu thêm là cái người đang nằm hấp hối đó, người đó là ai? Ví dụ cái người đang nằm hấp hối đó, cái người đó là từ trước tới giờ họ không có niệm Phật. Thì hôm nay đó, dù là mình có niệm lớn hay kêu họ niệm thầm, thì đối với họ nó cũng trở nên vô vọng. Nếu hôm nay mình có thể là khai, tức là mình có thể là giải thích cho họ hiểu, dùng từ khai thị đi, giải thích cho họ hiểu rằng Đức Phật A-di-đà, Ngài sẽ tiếp rước những ai muốn được về đó. Ở thế gian, chị, anh hoặc chú bác gì đó đã trải qua rất nhiều cái sự khổ rồi. Cho nên thôi bây giờ hãy nương theo câu Phật hiệu, niệm Phật để được vãng sanh. Thì cái người đó dù là niệm thầm hay niệm lớn cũng đều là tốt. Có nhiều người họ niệm gần đứt hơi luôn. Họ niệm được ba câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô, là cái họ tự nín, là cái hơi thở họ trút đi luôn. Rồi có nhiều người á, có nhiều người thì khi mà nhắc nhở họ nói không, biết rồi, khỏi cần nhắc. Cứ tự đi tự lo. Rồi có những người á thì khi mình nhắc họ, mình ngồi kế bên mình niệm cho họ nghe. Nhưng mà cái tư tưởng họ thì không nghe, nhưng mà họ lại để tư tưởng vào cái việc là lâu lâu họ khều khều mình hỏi. Đâu rồi, thằng nhỏ nhà tôi đâu, sao không thấy? Nhỏ cháu tôi đâu? Rồi lay quay hỏi ồ chồng tôi đâu rồi? Rồi vợ tôi đâu rồi? Tức là nó có nhiều cái tư tưởng mà đôi khi người ta không đặt cái tư tưởng vào niệm Phật. Thì ngay lúc này mình có niệm thầm hay niệm lớn thì đối với cái người mà đó cũng là vô vọng. Cái điều kiện quan trọng đầu tiên ở chỗ tốt hay là không tốt không phải ở chỗ cái người trợ niệm, không phải ở chỗ cái người trợ niệm, mà là bản thân cái người đó là điều trước nhất. Bản thân người đó là điều trước nhất. Cái người đó ngay giờ phút này nè, có quyết định mình buông bỏ niệm Phật để cầu vãng sanh hay không? Thứ hai, nếu quyết định buông bỏ thì niệm cách nào cho nó dễ theo sự nhận định của người đó. Bây giờ ngay cái giờ đó là cái giờ cận tử nghiệp nó đến. Đức Thầy diễn tả cái cận tử nghiệp mình nghe sợ lắm. Thì nó là gần hấp hối, tâm thần sao xác, chí dẫn dơ, kinh sợ vô cùng. Thì ngay lúc này tư tưởng rất là lo. Nếu như mà bị cái tác nghiệp của hồng trần lôi cuốn thì lo giàu, lo nghèo, lo được, lo mất, lo tiền tài vật chất, lo tình cảm yêu đương, lo vợ, lo con, lo gia đình đủ thứ, làm cho cái người mắc lúc này nó bị rối và tư tưởng nó bị cuốn theo cái dòng đời. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai đó, cái cận tử nghiệp nó là một cái phương diện khác hơn, là do cái tính chất nghiệp của mình. Từ xưa giờ mình mang những cái tư tưởng như là tham nè, sân nè, ích kỷ nè, bỏng sẻn nè, rồi sát giết. Thì ngay lúc này những ý niệm đó nó bật về. Khi mà nó bật về rồi đó, trước mắt mình đó là mình thấy cái diễn cảnh khác. Có thể mình thấy hồn ma bóng quế, có thể mình thấy của cải mình tiêu tan, có thể mình thấy vợ con mình phủ phàng, có thể mình nhớ lại những chuyện vui buồn xã hội nó trào dâng trong cái tư tưởng của mình. Thì ngay lúc này muốn niệm cũng rất là khó. Cho nên khi mà trợ niệm hay là giúp đỡ cho một người thì cái điều kiện đầu tiên, nếu được thì mình có thể nói anh ơi, chị ơi, chú ơi, bác ơi, thôi bây giờ hồng trần là khổ, mình đã trải qua rồi, cái gì bỏ được thì nên bỏ cho nó nhẹ lòng, cho nhẹ lòng. Hãy thả lỏng tư tưởng cho con người mình nó khỏe khoắn. Gánh vác đeo mang thì nó sẽ nặng nề. Rồi buông bỏ mọi ý niệm đi. Nếu đủ duyên về cực lạc thì hãy tập trung một niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm lớn cũng được hay niệm thầm cũng được, để được Đức Phật gia trì hậu độ.
Ngài có nói là nếu ai trước khi lâm chung niệm được tới 1 tiếng 10, Ngài sẽ rước về Tây Phương, nếu được, nếu dễ. Còn nếu đối với cái người tu á, cái người tu tự lực và trước khi lâm chung á, thì cái người này đó, nếu mà nói điều tốt nhất á, là cái người đó niệm thầm cũng hay. Bởi vì ngay lúc này mà đã tự lực là quen rồi, môi trường mình sống là thường niệm thầm. Bởi cái người niệm thầm á, là chúng ta dọn được cái hệ thống tuần hoàn bên trong của mình, như là phiền não trược, sân si, rồi ham muốn, rồi thất tình lục dục. Tức là cái người niệm thầm á, là hàng ngày họ đã có thói quen á, là dọn sạch tất cả những cái rác rưởi, những cái phiền tối từ bên trong, cho đến cái giờ cuối thì họ chỉ là nằm nhẹ nhàng đó, rồi họ niệm thầm trong tâm đó, rồi từ từ chút hơi thở sau cùng, rất là hay. Còn nếu cái người mà chưa từng quen mà dọn sạch từ bên trong đó, tức là cái người này mặc dù có tu tập, có hành đạo thời gian dài, nhưng mà về cái phiền trược ác nghiệp của hồng trần nó còn, dễ phiền não, dễ ham muốn, dễ sân hận, dễ ích kỷ, dễ cao có, thì đến giờ cuối đó cái sức niệm thầm rất là khó. Có thể là nhờ cái âm thanh trợ niệm bên ngoài để nhớ, để nghe, và sau đó nương niệm theo. Và cái người đó chỉ cần là nương bằng cái tư tưởng á, thả tư tưởng mình nương theo tiếng niệm Phật là được. Thì nhờ nương như vậy đó, người này bắt đầu nhẹ. Còn đối với người mà chưa có tu tập nhưng mà họ tin về Phật Pháp, thì cái việc khuyến khích họ đó là niệm đi ít nhiều cũng được, buông bỏ tất cả mọi cái khổ não hồng trần, mọi cái phiền trược, niệm là được. À, chúng tôi từng nhớ là mình từng đi cũng nhiều trong chương trình hộ niệm, cũng từng nghe câu chuyện mà bản thân chúng tôi còn nhớ rất là rành, đây là câu chuyện trong gia tộc, là cái người mợ là người không có tu nhưng mà rất là giỏi, rất là hiền, gọi là mợ dâu. Thì ngay lúc đó chỉ là có biết đạo đức một chút và hiểu về đạo lý một chút, nhưng là dâu con mà gia đình thì đâu có chường trai, rồi thêm nữa là ông cậu cũng không có chường trai. Nhưng mà thiên về á, là bà dì á, là một người sống độc thân. Vì vậy cho nên á, là sau khi gần cuối á, bà dì chỉ ngồi kế bên nhắc câu là ừ mợ ơi, là đời sống của mợ đã cực khổ rồi, rất nhiều sự khó khăn, bây giờ trước hơi thở cuối cùng đó, mợ đừng có quan tâm về hồng trần nữa, cứ việc buông bỏ mọi ý niệm đi, thả lỏng tư tưởng, niệm Phật là được rồi. Vậy thì lúc này bà mợ bà gật đầu. Trong 2 giờ sau cùng, trước khi chút hơi thở sau cùng, là bắt đầu mợ niệm Phật và niệm nhẹ 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 cho tới khi chút hơi thở. Thì ngay thời điểm này á, nếu cái người mà chấp nhận buông bỏ, chấp nhận lìa khỏi hồng trần, chấp nhận vãng sanh đó, hay là chấp nhận thoát khổ đó, thì mình hướng dẫn người ta niệm, niệm cách nào cũng được, niệm lớn cũng tốt, niệm thầm cũng tốt. Nhưng mà mình nghĩ thêm, trong thời gian hấp hối á, là cái hơi thở nó rất là đuối, nó đuối lắm. Thì nếu một người á, mình nhắc cho người đó là nhắc trước khi họ hấp hối, trước khi hấp hối, tức là khi có thói quen gần gần là mình nhắc rồi, rồi sau khi mà họ cần hấp hối đó là họ chỉ thả lỏng tư tưởng ra, rồi để cái tâm mình theo tiếng niệm Phật. Nếu có duyên để cái máy kế bên cho họ nghe, hoặc giả đó là mình niệm cho họ nghe rồi niệm theo, hoặc giả mình nhắc họ đó là niệm trong tâm là được. Vấn đề trước khi hấp hối, niệm Phật lớn cũng được, niệm thầm cũng được, niệm trong tâm cũng được, hay là tưởng A-di-đà Phật cũng được. Nhưng có một điều quan trọng không được đó, là đừng để tư tưởng mình đó là bám vào hồng trần, quên câu Phật hiệu. Chỉ bao nhiêu thôi, nếu gần hấp hối á, mà cái tư tưởng mình bị bám hồng trần mà quên câu Phật hiệu đó, thì chúng ta muốn nói tới cái từ mà vãng sanh hay thành tựu đạo nghiệp rất là khó. Bởi sao vậy? Bởi vì cái chữ nhất tâm á, thì nó là cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành thì được cứu cánh về nơi an dưỡng. Mà ngay lúc này mình không có nhất tâm, không có chánh niệm, cho nên cái cứu cánh rất là khó. Vì vậy cho nên á, quan trọng đầu tiên không phải là chỗ cái người hấp hối bằng niệm cách nào, mà cái người này đó là có quyết định bỏ hồng trần để về cực lạc hay không. Nếu quyết định hồng trần đó, bỏ hồng trần về cực lạc đó, thì niệm cách nào cũng được, niệm cách nào cũng được. Chỉ là vậy thôi.
Đến đây thì tạm thời chia sẻ ngắn cho cưng hiểu về yếu tố đó, và còn chia sẻ cho mọi người để chúng ta có thêm một ít kiến thức. Kiến thức này cũng chỉ là mình thu lượm được qua cái thời gian từng trải của mình thôi, không biết rằng nó có hoàn thiện được hay không. Nhưng mà mình cũng tham gia nhiều cái chương trình thì thấy nó cũng hoàn thiện lắm, nhất là những người đã có gần gũi trong chương trình trợ niệm, mình hướng dẫn cách niệm cũng có thấy được sự nhẹ nhàng an ổn. Đến đây xin dứt lời, chúc cho mọi người được an vui trong chánh niệm. Nam mô A Di Đà Phật.